我像花一样的美丽，留下了那些青春的雨季。Tiêu Dung Hạo, nữ học trò của Chào mừng bạn đến với ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ. Ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ cung cấp cho bạn những trải nghiệm tin tức audio tuyệt vời nhất. Với những giọng đọc truyền cảm của các biên tập viên, ứng dụng sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm nghe tin tức tuyệt vời nhất. Bạn yêu thích các thể loại tin khác nhau, không cần phải lo lắng. Chúng tôi cập nhật thường xuyên để bạn luôn nghe được những tin tức mới nhất. Không chỉ đón đầu các tin tức nóng hổi 24 giờ, ứng dụng luôn cập nhật những tin tức về thị trường tài chính bất động sản trong nước cũng như thế giới, cùng đầy đủ các danh mục khác nhau như thế giới, đời sống, văn hóa, sức khỏe, quân sự, thể thao, pháp luật. Ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ đang hoàn toàn miễn phí và có sẵn trên chợ ứng dụng Google Play. Đường dẫn tải ứng dụng trong phần mô tả video. Chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui. Đệ nhất vũ công Dương Lệ Bình đang thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn video nhảy với một vũ công nam. Đoạn video ngay lập tức khiến cộng đồng mạng dậy sóng với nhiều ý kiến trái chiều. Trong đoạn video được đăng tải, có thể thấy hai vũ công diện trang phục công xanh và công trắng. Cả hai có những động tác cơ thể rất uyển chuyển, hòa cùng tiếng nhạc du dương. Tuy nhiên, hai vũ công có những động tác đụng chạm, thậm chí có lúc cả hai còn cọ sát ngực vào nhau và liên tục mô phỏng động tác hôn nhau. Tiêu Dung Hạo nói múa là một môn nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ hình thể. Diễn viên biểu đạt tình cảm nhân vật bằng động tác tay, chân, ngực, bụng. Cô cho rằng một bộ phận khán giả chưa hiểu sự tiếp xúc cơ thể trong loại hình này nên chỉ trích đoạn video. Dung Hạo hy vọng khán giả tới nhà hát thưởng thức vở kịch để có trải nghiệm khác so với khi xem trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả ủng hộ phản hồi của Tiêu Dung Hạo cho biết, đặt trong toàn bộ vở kịch múa, các động tác mang tính sâu chuỗi nhằm kể câu chuyện trọn vẹn.